Yama là gì đấy? Urayamashi. Hay. À, cô, ura là đứng sau đúng không? Ừ. Yama là ngọn núi à? Ừ. Mà đứng sau ngọn núi phải ngược lại, yama no ura chứ. Ừ. Vì sao? Vì hôm nay trong tiếng Nhật chúng ta có một từ rất là hay, đó là urayamashi. Mà hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người nhá. Ok. Hay. Cái tính từ urayamashi này trong từ điển chân có nghĩa là ghen. Ghen gato. Đúng nhở? Và chúng ta hay dùng là ui, thật là ghen với cái nhà sự giàu có anh ấy ấy, sự nổi tiếng của anh ấy, sự thành công của anh ấy. Ôi, thằng kia nó có vợ và hai con rồi, thật là ghen. Thấy không? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có một cách dịch như sau. Ví dụ, thầy ví dụ luôn đi. Các bạn thử vào tình huống như này đúng không? Ví dụ này, ui, anh ấy có là một rồi á. Ôi, lại còn đi Nhật 10 năm á. Ui, thích thế. Sướng thế. Sướng thế đúng không? Ôi, thằng bạn mình lấy vợ hai con rồi, sướng quá. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Quá đúng không? Phải dịch như thế, đó là ý nghĩa của từ urayamashi. Thích quá, ví dụ nhá. Mô, kare wa NHK totte, mô, Nihon ni mô 10 nen kan ga itte. Hôm nay urayamashii desu ne とか bạn mình lấy vợ và hai con này. Mo kekkon shite 2人 ga dekimashita ne. Urayamashii na toka desu ne. Urayamashii na. Hay là okane mochi no kanojo ga urayamashii na. Ôi, đẹp trai, thằng ấy đẹp trai thế, thích thế. Ôi, anna ikemen na kare ga urayamashii ne. Hay, các bạn hiểu rõ chưa? Okay. Thế thì chúng ta nói như thế nào về từ ghen trong tiếng Nhật bây giờ đấy? Gato á, có hai từ như sau. Từ thứ nhất đó là yakimochi o yaku. Hay. Hay. Cô thử là mày ghen với con bé đó à? Chúng ta có trợ từ ni nhá. Ano ko ni yakimochi o yaiteru no? Mày ghen thằng bảo à? Hay là kare ni yakimochi yaiteru no omae? はい、まあ、だから彼に焼き餅を焼いてるのとかですね。はい。で、嫉妬する。嫉妬するですね。はい。焼き餅。はい。あの子に嫉妬してるの？あの子に嫉妬してんの？お前。はい。OK。なぜ？どうも、お前が。ルンさん、どうか？てんじん、中間な。không biết cách dùng. Nhưng mà thông qua clip này các bạn hãy đem ra sử dụng thật là nhiều nhá. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.